chiêm ngưỡng hay là cần phải háo hức để tìm kiếm Ngài
đó là ai? Hỏi câu này thì chắc ai cho chúng ta cũng có câu trả lời. Chúng ta thử tìm hiểu một chút bài tin mừng ngày hôm nay, nơi ba nhà chiêm tinh hay còn gọi là ba vua, các ngài đã tìm kiếm ngôi sao của ngài như thế nào? Các ngài đã lặn lội tìm kiếm và vào tận Jerusalem để hỏi rằng Đức vua Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Xin nói một chút về lịch sử. Về ngôi sao là ám chỉ về vua Do Thái hay là về đấng cứu độ? Thì trước đó 13 thế kỷ đã nhắc đến chuyện này. Lúc đấy dân Do Thái vừa mới xuất ra khỏi Ai Cập, và đi đến đâu thì tất cả các dân khác đều phải quy phục hết, bởi vì có Thiên Chúa là Chúa các đạo binh chiến đấu cho họ, đi đến đâu hẳn đến đó. Lúc đấy dân Moab đã tới phiên mình rồi. Ông vua Moab là rung cầm cầm, mới triệu tập tất cả quát những người khôn ngoan ở trong đất nước đó, và đi thỉnh cái ông phù thủy Bileam. Bởi vì cái ông này ông có một cái đề tài là ông mà chúc phúc cho ai thì người đó được phúc, mà ông mà nguyên rủa ai thì người đó chỉ có mặt rệt thôi. Và ông vua của Moab hứa sẽ tặng cho cái ông phù thủy đó nhiều vàng bạc nếu như ông đứng ra mà nguyên rủa dân của Chúa. Và mặc dù với cái lợi lộc lớn như vậy, nhưng mà do thần khí thúc đẩy, Bileam đã 3 lần thay vì chúc, thay vì nguyền rủa thì ông lại chúc phúc. Mặc dù là ông vua Moab nói là trời ơi, ta mời ngươi đến đây để ngươi nguyền rủa chúng, mà ngươi lại cứ chúc phúc hoài. Và lần cuối cùng Bileam cất lên một lời tiên tri có nhắc đến cái ngôi sao mà chúng ta đang nói đến. Một vì sao xuất hiện từ gian võ, một vương trưởng trỗi dậy từ Israel sẽ đập tan mặt tan Moab. Dân số chương 24 câu 17. Vâng, ngôi sao đó chính là Chúa Giêsu. Ngôi sao đó chỉ đến đấng cứu độ. Và chúng ta thấy rằng vì là các nhà chiêm tinh nên là học rộng biết nhiều, đọc nhiều sách vở, và chắc chắn các ngài đã biết cái câu chuyện đấy. Và khi thấy ngôi sao xuất hiện sáng chói thì các ngài xác định rõ ràng vị vua Do Thái đã ra đời, và các ngài đã mau chóng lên đường, dẫu cho các ngài biết chắc chắn sẽ gặp những nguy hiểm. Nguy hiểm bởi vì dọc đường có thể xảy ra cướp bóc. Không phải thời các ngài đâu, thời này mà đi đường như kiểu đấy thì cũng cướp bóc thôi. Nguy hiểm bởi vì phải đối diện với khí hậu khắc nghiệt của sa mạc. Nguy hiểm bởi vì quãng đường xa xôi. Hôm nay lên trên Google tìm kiếm phương đông mà tin mừng nói đến đó, là nó đi Iraq là của chúng ta đó. Nếu mà nó chạy đến Jerusalem khoảng 1000 cây, bây giờ mà ngồi xe hơi thì mười mấy tiếng là tới rồi. Nhưng mà thời của các ngài cưỡi lạc đà mà không đi thẳng được, tại đi thẳng đụng sa mạc, các ngài phải đi men theo cái đường đó, có nghĩa là đi một đường vòng, ngắn nhất là cũng phải 2 tháng, còn không thì cũng phải tới hơn 1 năm mới có thể đến xa xôi như vậy. Các ngài không có thiếu thốn gì, bởi vì lễ vật các ngài dâng toàn là thứ quý hiếm không vàng, bây giờ có dám lắm nha. Nhũ hương và mục dược là đều là những tinh hoa của vạn vật của vũ trụ mà các ngài tín dân. Chính vì vậy chúng ta thấy các ngài không có thiếu thốn gì, vậy mà phải lên đường vượt qua nhiều khó khăn như vậy để chỉ được nhìn ngôi sao, giống như là nhiều bạn trẻ đến để nhìn Trang Nguyễn Sang và nghe ngài hát thôi, không có cơ hội để chụp hình. Nó chụp hình có 1-2 người à. Vậy mà cũng thỏa mãn, vậy mà cũng bằng lòng. Các nhà chiêm tinh cũng làm điều đó. Và việc các ngài đến ứng nghiệm lời sách ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, Isaiah chương 60 câu 3 nói cho chúng ta: chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi, và vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Cái
chữ người đó chính là Jerusalem. Chúa Giêsu giáng sinh và làm cho dân Chúa, đặc biệt làm cho thánh điện Jerusalem được bừng sáng. Và trong thư của Thánh Phaolô gửi cho Ê-phê-sô chương 3 câu 6 mà bài đọc 2 chúng ta vừa nghe: trong Đức Giêsu Kitô và nhờ tin mừng của Ngài mà các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và chia sẻ điều của Thiên Chúa đã hứa. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta cũng là dân ngoại đấy, chứ không phải là chúng ta ba mẹ ông bà chúng ta có đạo mà chúng ta nói đạo gốc đâu. Đối với người Do Thái chúng ta cũng là dân ngoại, nhưng mà trong Đức Giêsu Kitô chúng ta được cùng thừa hưởng lời hứa cứu độ. Một câu hỏi đặt ra là cái ngôi sao đó có phải chỉ có ba cái nhà vua đó nhìn thấy không, ba nhà chiêm tinh nó thấy không? Bây giờ ngó lên trời có bao nhiêu sao, người ta thấy bao nhiêu thì mình thấy bấy nhiêu, trừ khi ai mắt kém quá thì phải dùng thêm ống kính, nhưng mà cũng thấy. Mà ngôi sao đó theo lịch sử thì rất sáng và gần nữa, nên là chắc chắn những ai ngó lên trời chắc chắn sẽ thấy. Nhưng mà chỉ có ba nhà chiêm tinh này mới nhận ra đó là vị vua xuất hiện thôi. Còn những người khác thì như các nhà khoa học thì nghiên cứu lý do tại sao nó sáng, nó gần trái đất bao nhiêu, nó đường kính bao nhiêu, rồi bao giờ thì nó tắt, chỉ có dừng lại ở vấn đề tự nhiên thôi. Còn ba nhà chiêm tinh thì nhận ra đó là dấu chỉ của xuất hiện một vị vua, mà vị vua này sẽ trở thành đấng cứu thế. Nên là trong con mắt của những người chưa nhận biết Chúa, việc họ đi ngắm hang đá thì người ta cũng nhận ra cái sao, người ta cũng nhìn thấy những bóng đèn, người ta cũng nhìn thấy các tượng, và người ta chỉ bàn tán dừng lại ở chỗ là hang đá năm nay bự quá, năm nay làm bằng chất liệu tốt hơn năm ngoái, tượng năm nay là tượng mới, bộ tượng này là mới thay đấy, thì dừng lại chỗ đấy thôi, hết rồi đi về. Chúng ta là những Kitô hữu mà dừng lại chỗ đấy thì không đủ. Cái ánh sao ở trên này chớp chớp không chỉ là nhiều màu rồi chúng ta thấy cho nó thích mắt, nhưng mà là dấu chỉ một đấng cứu độ, một ngôi sao vĩ đại mà 13 thế kỷ trước đó, nếu mình tính tới bây giờ chắc phải là 35 thế kỷ rồi, Bileam đã tin báo và các nhà chiêm tinh đã tìm kiếm. Một điểm khác, chẳng qua muôn vất vả các ông đã tìm được, và chắc chắn khi về các ông cũng phải loan truyền cho những người khác. Mặc dù tin mừng không có kể, nhưng mà các ngục đồng cũng đi chiêm ngắm như vậy và cũng vậy loan truyền. Mỗi người chúng ta khi đã đến chiêm ngắm hang đá, đã nhận ra được ánh sáng của ngôi sao của chính Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi hãy là những ngôi sao, đừng có là ngôi sao chổi hay sao xẻ, ngôi sao phát sáng. Hay nếu như chúng ta cảm thấy mình khiêm tốn, một đốm sáng hay là một cái bóng điện ở trong cái hang đá đã đủ rồi cho người ta nhìn ra Chúa qua suy nghĩ, qua lời nói, qua việc làm. Nếu như chúng ta làm một việc nào đó mà nhận ra rằng Chúa hình như tối hơn, hình như là người ta cảm thấy là Chúa của chúng ta cũng gian dối, cũng lừa lọc, là chúng ta không phải là ngôi sao mà chúng ta là bóng đêm. Nên là tối hôm nay và tất cả những buổi tối khác, chúng ta hãy đặt tay lên trên ngực, hãy suy nghĩ xem tất cả những lời nói và hành động của chúng ta trong ngày hôm đó, hoặc là trong cái tuần đó, chúng ta đã làm cho danh Chúa được sáng không? Chúng ta có làm một ngôi sao để chỉ cho người ta thấy Chúa không? Hay là chúng ta là một bóng tối khiến cho người ta phải khinh dè Chúa của chúng ta? Vậy chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ. Hôm nay là Chúa hiển linh, Ngài tỏ mình ra cho muôn dân mà đang hiện là ba nhà chiêm tinh, hay còn được gọi là ba vua. Các ngài đã vượt qua muôn trùng khó khăn để đi đến thờ lạy hài nhi, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bắt chước các ngài, hãy dẹp tan tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót. Nó khó khăn lắm, nhưng mà chúng ta làm được như vậy, chúng ta sẽ đến được với ánh sáng của ngôi sao Giêsu. Và mỗi người chúng ta khi đón nhận ánh sáng đó, chúng ta cũng hãy chia sẻ cái ánh sáng đó cho những người khác.
qua lời nói, qua việc làm của chúng ta. Nhờ đó mọi người, muôn dân sẽ nhận biết Chúa và thờ phượng, kính bái Ngài. Amen.